Kênh Văn hóa Lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Đề cập đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, người ta lại thường gắn nó với vai trò của Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống thứ ba nếu đếm ngược từ dưới lên. Hai người đi sau, Trần Văn Hương và Dương Văn Minh, thời gian làm chủ nhân ông tại phủ đầu rồng chỉ tính bằng ngày, bằng giờ. Khi họ lên làm Tổng thống, miền Nam đã trong cơn hấp hối và không còn cơ hội để cứu vãn sự sụp đổ. Đó là di sản cay đắng mà họ được người tiền nhiệm Nguyễn Văn Thiệu miễn cưỡng trao lại. Nguyên là sĩ quan được Tổng thống Ngô Đình Diệm tín cần phong hàm đại tá, giữ chức tư lệnh sư đoàn 5, Nguyễn Văn Thiệu đã tham gia đảo chính Diệm và được phong thiếu tướng. Tiếp đó, qua những đợt phong tướng hàng loạt để mua chuộc quân đội của Nguyễn Khánh, chỉ một năm sau, Nguyễn Văn Thiệu lại được phong trung tướng. Khi Nguyễn Khánh bị trục xuất đi lưu vong làm đại sứ lưu động, Thủ tướng Phan Huy Quát và Quốc trưởng Phan Khắc Sửu từ nhiệm, năm 1965, Thiệu lại được các tướng lĩnh bầu làm Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia quốc trưởng, tiếp đó là Tổng thống của miền Nam suốt hai nhiệm kỳ. Vì sao con đường hoạn lộ của tướng Thiệu lại hanh thông thẳng tắp cho đến ngày sụp đổ? Điều gì đã giúp Thiệu vượt qua những tướng lĩnh khác cũng đầy tham vọng, lại có bề dày thành tích hoặc trẻ tuổi nhưng năng nổ nhiệt huyết hơn? Ký giả người Pháp nhiều năm gắn bó với Việt Nam, Jean Lactegui trong tác phẩm của mình đã quy trách nhiệm sự thất bại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho Tổng thống Thiệu, bằng cách nói hình tượng người chịu trách nhiệm làm cho tòa nhà sụp là viên tướng nhỏ con Nguyễn Văn Thiệu. Ông ta đã giữ binh lính và nhân dân ở trong tình trạng ngủ mê cho đến cùng. Cho đến lúc rớt từ mái nhà xuống, ông ta đã có cái quyết định tai hại là ra lệnh rút khỏi cao nguyên mà không tham khảo ai hết, chẳng chuẩn bị gì hết. Nguyễn Văn Thiệu đã cai trị miền Nam trong 10 năm. Ngày 17 tháng 6 năm 1965, Thiệu mua chuộc để được các tướng lĩnh tôn lên làm quốc trưởng sau những vụ mặc cả kéo dài nhiều ngày, giúp loại trừ được kẻ địch là tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ. Hai năm sau, Thiệu mua chuộc để được bầu làm Tổng thống và lại tự làm cho mình tái đắc cử 30 tháng 10 năm 1971. Nguyễn Văn Thiệu là người miền Trung, thuộc gia đình có đủ ăn. Thiệu theo học một lớp hàng hải và mong sẽ được chỉ huy một chiếc tàu buôn khi sự tình cờ đưa Thiệu tới trường võ bị Đà Lạt. Thiệu có chân trong Đảng Đại Việt, Đảng Quốc gia cực đoan và làm việc với người Nhật. Mạnh mẽ chống Pháp ít ra cũng là trong lúc đầu, Đại Việt đào tạo một phần cán bộ chính trị và trí thức cho miền Nam. Ngô Đình Diệm là một sự thừa kế của Đại Việt, Thiệu dẫu sao cũng dính líu tới gia đình họ Ngô. Và chính Diệm đưa Thiệu lên. Là sĩ quan theo quân đội Pháp, Thiệu làm cho người ta chú ý vì sự kín đáo và vì tính khép nép. Jean Lactegui đã tiết lộ thông tin khá lạ là tại Đông Nam Á, người ta có thói quen đặt cọc một vài nhân vật bằng cách đưa họ lên, hy vọng rằng một trong những con gà đó sẽ lên cầm quyền và sẽ trả nợ gấp trăm lần. Francisco, con của một gia đình quyền thế, là bạn thân của con trai trưởng giới Thạch đã đặt cọc vào Thiệu. Là người Hoa sinh tại Thượng Hải, học tại Pháp, ông ta chỉ là đệ nhất bí thư của sứ quán Đài Loan tại Sài Gòn thời Diệm. Đó là cái bình phong. Thực tế ông ta điều khiển mạng lưới tình báo của nhiều nước, một thứ điều hợp viên phụ trách những hoạt động chính trị lớn lao. Lúc đó, Thiệu mới là một sĩ quan cấp nhỏ dưới thời Diệm. Thiệu cưới một người vợ miền Nam, cùng theo đạo Công giáo. Thiệu là đại úy rồi leo tới đại tá, song vẫn dè dặt và kín đáo. Trong dinh Tổng thống, sự kín đáo và sự tận tụy khuyển mã của Thiệu khiến người khác hài lòng. Vì nhà vợ ít nhiều đã luôn luôn chạy theo quỹ đạo của nhà Ngô nên Thiệu được coi là người trong nhà của họ Ngô. Francisco là cố vấn và nâng đỡ Thiệu. Thiệu được giao chức vụ chỉ huy đoàn vệ binh phủ Tổng thống. Thế là rốt cuộc Thiệu đã giữ một chức vụ then chốt. Khi Diệm bị đảo chính, lúc đầu Thiệu khôn ngoan đứng ngoài vụ âm mưu, chỉ đi theo phe nổi dậy khi đã hiểu, hoặc khi cu cho biết rằng phe ấy sẽ thắng vì được Mỹ yểm trợ. Nhưng lại chính Thiệu để cho hai anh em Diệm Nhu trốn khỏi dinh để núp vào một nhà thờ tại Chợ Lớn. Sau đó, hai người bị chỉ điểm và bị bắt. Thiệu không chơi trội. Thiệu để cho những viên tướng khác múa rối trước sân khấu và cắn xé nhau chỉ trong ít lâu Minh Cồ, Dương Văn Minh đã bị văng cùng với nhóm sĩ quan thân Pháp Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Trần Văn Đôn và Tôn Thất Đính. Khánh, Mập và Minh nhỏ cũng bị đá. Rồi xuất hiện Nguyễn Cao Kỳ với đám phi công chơi trò cao bồi trên đường phố Sài Gòn. Người ta bắt đầu nói tới Thiệu như là người duy nhất khả dĩ chấp nhận được trong nhóm quân nhân vì những người kia đã quên chiến tranh mà chỉ nghĩ tới làm chính trị như làm gánh xiếc. Đỗ Mậu cũng có nhận xét tương tự, dưới chế độ Diệm, đường binh nghiệp của Thiệu rộng mở thênh thang. Đang làm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hành quân cho tướng Dương Văn Minh, nhờ các linh mục nâng đỡ bảo bọc Thiệu được Ngô Đình Diệm cử giữ chức chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Ngày Diệm có ý định cử Thiệu giữ chức tư lệnh sư đoàn 5, Diệm bảo Đỗ Mậu làm tờ trình về Thiệu. Trong mục ý kiến, Đỗ Mậu đã viết rằng Thiệu không theo một đảng phái nào mặc dù có người anh ruột theo đảng Đại Việt. Thiệu là một trong số sĩ quan ưu tú nhất của quân đội.
Có một điều Đỗ Mậu vô ý là dù quen biết Thiệu đã lâu ngày nhưng mãi cho đến khi nhìn Thiệu qua màn ảnh truyền hình mới thấy được cặp mắt của Thiệu, láo liên, biểu hiện sự gian trá và làm cho Thiệu trở thành tay gian hùng, tham nhũng. Về việc Thiệu tham gia đảo chính, Đỗ Mậu cho biết, sau khi bàn bạc với tướng Đô, Khiêm và đã được đồng tình, từ văn phòng nha an ninh quân đội, Đỗ Mậu gọi điện thoại mời Thiệu đang là tư lệnh sư đoàn 5 ở Biên Hòa, vờ bảo lên gặp gấp vì có thư nặc danh tố cáo Thiệu tham nhũng. Độ vài tiếng đồng hồ sau, Thiệu đã có mặt. Vừa bắt tay Thiệu, Đỗ Mậu vừa nghiêm giọng, tôi mời anh lên đây để bắt giam vì anh đang âm mưu tổ chức đảo chính, Thiệu tuy hơi biến sắc nhưng cũng giả vờ tìm cách thoái thác. Đỗ Mậu vội trấn tĩnh Thiệu. Là người quyền biến và có ý thức chính trị nên Thiệu hỏi, anh nghĩ gì về thể chế tương lai sau khi hạ được chế độ Diệm? Đỗ Mậu trả lời, tất nhiên là thể chế dân chủ, tạo điều kiện và sinh hoạt thuận tiện cho công cuộc đại đoàn kết quốc gia. Tuy nhiên, Đỗ Mậu nói tiếp, chưa bắt được cọp hãy khoan nói đến chuyện lột da, chúng ta hãy bàn chuyện tổ chức và hành động để loại trừ lực lượng chính trị và quân sự của Nhu trước đã. Năm 1966, nền đệ nhị Cộng hòa ra đời với vấn đề với tấm giấy khai sinh chính trị đề tên chế độ Nguyễn Văn Thiệu. Theo Đỗ Mậu, để nhận diện chế độ này không thể theo phương pháp thông thường đặt nặng vấn đề cứu xét các chính sách, thẩm định các cơ cấu chính quyền hay phân tích cái văn kiện căn bản về hành chính và tư pháp, mà phải nhìn thành phần nhân sự lãnh đạo ở thượng tầng và cái thế lực hậu thuẫn chế độ đó ở hạ tầng quần chúng. Thật vậy, kể từ năm 1954, chính trị miền Nam là một loại chính trị mà lực vận động chính là nhân sự. Chính sách, đường lối, sách lược, phương tiện đều đã bị Mỹ âm thầm hay công khai nắm lấy để điều động, cho nên trong mỗi giai đoạn, với mỗi chế độ đều có một khuôn mặt Việt Nam tiêu biểu, đều có một lực lượng Việt Nam nổi bật lên, và chỉ cần xét khuôn mặt đó, lực lượng đó là có thể thấy được chân tướng chính trị và văn hóa của chế độ này. Đó là quy luật đặc thù của chính trị miền Nam từ sau 1954. Chế độ Thiệu cũng không nằm ngoài quy luật gió, cho nên chỉ cần điểm mặt thành phần lãnh đạo làm việc cho Thiệu và vì Thiệu, chỉ cần lôi ra ánh sáng thế lực hậu thuẫn cho chính quyền quân phiệt đó là có thể xác định được chế độ Thiệu có phải là một chế độ Diệm không Diệm không. Vậy thì những ai làm việc cho Thiệu? Trong Dinh Độc Lập có cố vấn an ninh tình báo kiêm cố vấn quân sự là Đặng Văn Quang, người con nuôi của chị ruột Tổng thống Diệm và là thân mẫu của giám mục Bùi Văn Lương thời Diệm. Ngoài những chức vụ chính thức, Quang còn có những nhiệm vụ bí mật là thiết lập kế hoạch và phối hợp công tác của các cơ quan chính quyền để triệt phá các thành phần đối lập với chế độ. Quang cũng là người điều động một hệ thống tổ chức buôn thuốc phiện lậu để chia lời với Thiệu như Ngô Đình Nhu trước kia buôn thuốc phiện lậu để làm giàu. Cố vấn phụ trách kinh tài là dược sĩ Nguyễn Cao Thăng, giám đốc hãng thuốc OPV, người Phú Cam, từng làm dân biểu gia nô và kinh tài cho anh em Diệm. Nhiệm vụ chính trị của Thăng là xây dựng cho Thiệu một nghị viện bù nhìn. Chính Thăng thay Thiệu để giao thiệp, mua chuộc, hướng dẫn và kiểm soát nghị viện để hướng định chế gọi là dân cử này ủng hộ đường lối của Thiệu. Khi Thăng bất thình lình chết vì bệnh ung thư thì phụ tá của Thăng trong Dinh Độc Lập là Nguyễn Văn Ngân lên thay thế. Ngân là người Nghệ Tĩnh, bà con của Linh Mục Cao Văn Luận. Đúng như giáo sư Nguyễn Khắc Ngữ đã nói trong tác phẩm Những Ngày Cuối Cùng của Việt Nam Cộng Hòa thì hết Thăng rồi đến Ngân chính là những người nắm giữ tay hòm chìa khóa của cái quỹ chi tiền cho các dân biểu, nghị sĩ và các lực lượng thân chính. Cố vấn chính trị và là tối cao quân sự của Thiệu một cách không chính thức trong Dinh Độc Lập là Linh Mục Cao Văn Luận, nguyên là một công thần của nhà Ngô. Cao Văn Luận may mắn được anh em Diệm cho làm viện trưởng Viện Đại học Huế, nhưng đến năm 1963, trước cao trào đấu tranh dũng mãnh của sinh viên và trí thức miền Nam, Luận phải miễn cưỡng gia nhập theo nên bị nhà Ngô cắt chức viện trưởng. Sau này, Cao Văn Luận bị chỉ trích thái độ chống chính quyền Diệm trước kia nên tìm cách liên hệ để tiến thân với Thiệu, cuối cùng được Thiệu tín nhiệm. Nhờ cái mác viện trưởng viện đại học cũ, lại nhờ đi ngoại quốc nhiều nên Luận được Thiệu giao cho nhiệm vụ đặc biệt là giao thiệp liên lạc với các chính khách Hoa Kỳ, đặc biệt với Tòa Thánh La Mã. Như vậy, trong một chế độ mà các quyết định sinh tử liên hệ đến vận mệnh quốc gia tập trung vào một người chứ không phải vào những hội đồng an ninh, hội đồng nội các như chế độ Thiệu thì vai trò cố vấn trong những buổi họp kín giới hạn mới là vai trò mấu chốt. Mà bốn người cố vấn quân sự, chính trị, kinh tài và tình báo tuy xuất thân từ những môi trường khác, sinh hoạt trong những lĩnh vực khác nhau, tiến thân từ những trình độ khác nhau nhưng lại có một yếu tố chung rất nổi bật đó là tôn giáo, nhờ thế họ bước lên được vị trí gần nhất xung quanh Tổng thống Công giáo của nền đệ nhị Cộng hòa. Họ cần Thiệu cũng như Thiệu cần họ trong cái thế thỏa hiệp để san sẻ quyền lực và củng cố quyền lực. Khi đã có tứ trụ triều đình, cũng như Diệm ngày xưa trong chính sách nhân lực, cả cái hệ thống vận hành trung cấp ở dưới phải là các linh mục và các tín đồ Thiên Chúa giáo khác. Trước hết là Linh Mục Nhuận và nhóm Nguyễn Đức Xích phụ trách việc theo dõi, dò xét các đảng phái, tôn giáo và những thành phần đối lập rồi báo cáo thẳng cho Đặng Văn Quang. Thiếu tá Nguyễn Đức Xích được Thiệu và Quang cho giữ chức giám sát trong cơ quan giám sát viện, phụ tá bí mật cho ông Nguyễn Xuân Tích là bà con của Thiệu giữ chức chủ tịch viện giám sát.
người phụ tá miền Trung cho Linh Mục Nhuận có tên là Huỳnh Bút, biệt hiệu là Hoàng Ái Việt, quê tỉnh Quảng Ngãi, vốn là một cán bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng từng được Ngô Đình Cẩn mua chuộc trước kia. Một linh mục khác là Linh Mục Bửu Dưỡng, vị cố vấn bí mật đặc trách văn hóa giáo dục cho chính quyền Thiệu. Bửu Dưỡng là người đã cùng với Ngô Đình Nhu khai sinh ra cái quái thai chủ nghĩa nhân vị Duy Linh và yểm trợ cho chế độ Diệm tiến hành sách lược công giáo hóa miền Nam. Tuy nhiên, tất cả những lực lượng ủng hộ và ngay bản thân của Thiệu cũng nằm trong vòng kiểm soát của CIA. Theo hồ sơ mật CIA và các tướng lĩnh Sài Gòn vào tháng 6 năm 1965, các tướng trẻ giải tán chính phủ dân sự và thành lập Hội đồng lãnh đạo quốc gia do tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch tương đương với Tổng thống, và tướng Kỳ giữ chức chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức Thủ tướng, CIA đã bắt đầu lưu ý đến Thiệu. Theo CIA, rất khó phán đoán Thiệu vì ông ta kín đáo và trong thành phần phụ tá cận kề ít có người giao tiếp với CIA. Nhận định chung của CIA, Thiệu là người thận trọng, đa nghi quá mức cần thiết. Trái lại, Kỳ rất dễ biết vì có nhiều nhân sự thân cận Kỳ có quan hệ với CIA. Theo CIA, Kỳ là một phi công giỏi, có khả năng lôi kéo người khác nhưng không có kinh nghiệm hành chính và thích làm chuyện giật gân nguy hiểm. Kỳ thích uống rượu, đánh bạc và phụ nữ. Đặc biệt là đại sứ Bunker là người ủng hộ Thiệu, trong khi đó cánh tay phải của Kỳ là tướng Nguyễn Ngọc Loan, lại là cái gai trong mắt của CIA. Ngày 29 tháng 9 năm 2001, tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, cựu Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã hóa người thiên cổ. Đến dự đám tang của ông có nhiều cựu quan chức tướng lĩnh quân đội Sài Gòn cũ, trong đó có Ngô Quang Trường, Phạm Quốc Thuần, Lê Minh Đảo. Những người không chỉ là thuộc cấp mà còn từng là đồng ngũ lâu năm, hiểu Nguyễn Văn Thiệu rất rõ. Họ đã hết sức ngạc nhiên vì trong cáo phó do gia đình soạn, ông Thiệu cầm tinh Quý Hợi, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1923. Điều này ngược hẳn với hiểu biết của họ, và cũng là hiểu biết của số đông dân chúng miền Nam, rằng ông Thiệu cầm tinh Giáp Tý, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1924. Lá tử vi tam trùng quý số, gồm sinh giờ Tý, tháng Tý và năm Tý của ông Thiệu một thời đã từng là đề tài tốn không ít giấy mực của báo chí miền Nam. Nếu ngày sinh tháng đẻ này không đúng, sinh thời không được ông Thiệu công nhận, uống mật gấu cũng chẳng có anh ký giả Tito nào dám công khai lên báo bàn tán nhang cuội. Và nếu không đúng, chẳng lẽ suốt 10 năm ngự trị trên cương vị lãnh đạo chóp bu của miền Nam, năm 1965 đến năm 1975, ông Thiệu lại không hề đính chính, mặc cho thiên hạ bàn tán đủ kiểu. Chưa hết, khai xuân năm Nhâm Tý 1972, ông Thiệu còn cho phép ba thầy Huỳnh Liên, Minh Nguyệt và Khánh Sơn, những cao thủ trong nghề chiêm tinh, tử vi đầu số và bói toán mà ông tin tưởng và yêu ái nhất lên đài truyền hình nói trước dân chúng về vận mạng quốc gia. Lá tử vi quý số tam Tý của vị tổng thống đương nhiệm lại được ba thầy tranh nhau nhắc đến, gắn chân mạng đế vương của người đứng đầu thể chế với một nền hòa bình và vĩnh cửu cho dân chúng miền Nam đang đến rất gần. Nếu thế, cái tuổi Quý Hợi 1923 ghi trong cáo phó là lấy ở đâu ra? Người ngoài có thể nhầm nhưng người thân trong gia đình của ông Thiệu thì tuyệt đối không thể nhầm. Đã có hơn một lần, vị cựu tổng thống chính quyền Sài Gòn đã từng giải thích điều này. Trong hồi ký Từ Tòa Bạch Ốc đến Dinh Độc Lập xuất bản năm 1988, đã được in và phát hành trong nước, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá kinh tế của Nguyễn Văn Thiệu thuật lại, ông Thiệu cho biết ngày sinh của ông là 5 tháng 4 năm 1923. Khi ghi danh đi học, phải khai giấy tờ, ông Thiệu không nhớ, lại không có người lớn trong gia đình ở bên cạnh để hỏi nên ông đã khai đại thành 24 tháng 12 năm 1924, vì biết đó là ngày đẹp Tý trùng, cộng với việc ông sinh giờ Tý để thành tam trùng, tam Tý vi vương. Khai xong, ông mới có điều kiện hỏi lại để biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của mình. Nếu những gì viên tiến sĩ phụ tá nhớ lại là sự thật thì sự thật này chỉ hợp lý có một nửa. Không như đa số người nghèo ở miền Trung hồi đầu thế kỷ 20, con em sinh ra ít khi nhớ rõ ngày tháng thật. Ông Thiệu sinh ra trong một gia đình theo truyền thống nho học. Nhà Thiệu ở làng Chi Thủy, xã Chi Hải, quận Thanh Hải, nhưng quê thì ở thôn Dư Khánh, xã Khánh Hải, cách nhau một cửa biển hẹp, nay là thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, một vùng có cảnh quan khá đẹp. Ông Nguyễn Văn Trung, thân sinh của Nguyễn Văn Thiệu, là một nhân sĩ nho học. Hai người anh lớn Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Văn Kiều cũng là trí thức từng dạy học. Do đó, việc ông Thiệu có ngày sinh tháng đẻ chính xác, có lá số tử vi chính xác là điều dễ hiểu và hợp lý. Tuy nhiên, ở tuổi học trò tiểu học, khó có thể tin là cậu bé Nguyễn Văn Thiệu đủ tri thức chọn một ngày sinh quý số tam trùng để khai đại cho đời mình. Nếu thế, ông Thiệu có thể được coi là một thầy tử vi đại tài, năng khiếu phát lộ từ tấm bé. Ngày sinh 5 tháng 4 năm 1923 chẳng ăn nhập gì đến yếu tố Tý, chính xác rơi vào ngày Mậu Thân, tháng Ất Mão, năm Quý Hợi. Người có lá số này tuổi thơ nghèo khổ, ít học nhưng khôn ngoan và ương ngạnh. Tuy háo sắc nhưng rất kín đáo để che giấu tình cảm.
là người có vóc dáng thanh tú, điềm đạm, thông minh, mưu trí và nhất là biết chụp thời cơ. Có khiếu về văn nghệ và ngoại ngữ, lấy vợ sớm và phải có người mai mối. Về tính cách, đây là người ôn hòa, mềm mỏng, đa nghi, có nhiều mưu trí. Suốt cả cuộc đời đều được yên thân và hưởng giàu có sau 33 tuổi. Khuyết điểm của người tuổi này là chủ quan, liều lĩnh, thô bạo, nóng nảy. Quả thật, ông Thiệu mồ côi cha từ năm 11 tuổi, tuổi thơ khá vất vả. Học xong lớp 9, Nguyễn Văn Thiệu rời quê vào Sài Gòn, tá túc tại nhà người anh cả là Nguyễn Văn Hiếu, thời đệ nhị Cộng Hòa là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Italia để học nghề ở trường kỹ thuật Đỗ Hữu Vị. Sau đó, ông Thiệu được người anh này giúp đưa vào học trường dòng của Pellerin của Pháp tại Huế. Sau năm 1945, ông vào Sài Gòn nhờ ông Nguyễn Văn Hiếu xin cho học trường hàng hải. Nguyễn Văn Thiệu quả thật có duyên với đường binh nghiệp và thăng tiến rất nhanh. Pháp chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh, hà hơi tiếp sức cho Bảo Đại lập nên cái gọi là quân đội quốc gia Việt Nam. Thiệu ghi tên vào học khóa sĩ quan khinh quân đầu tiên và trở thành thiếu úy trong quân đội Liên Hiệp Pháp vào năm 1949. Năm 1955, quân đội Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, Nguyễn Văn Thiệu đã đeo lon trung tá, giữ chức chỉ huy trưởng trường võ bị Đà Lạt. Lúc này ông Thiệu 33 tuổi, theo tuổi âm. Không lâu sau đó, ông ta lại được Ngô Đình Diệm thăng hàm đại tá, cất nhắc vào vị trí tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, thay cho đại tá Ua Ỏng A Sáng, một tay chỉ huy thiện chiến nhưng bất trị mà Diệm luôn nghi ngại. Tuy nhiên như chúng tôi đã chia sẻ trước, đại tá Đỗ Mậu, nguyên giám đốc Nha An Ninh quân đội thì luôn tin rằng Nguyễn Văn Thiệu sinh vào nửa đêm, giờ Tý, ngày 24 tháng 12 năm 1924, tức ngày 28 tháng 11 âm lịch, nhằm vào ngày Đinh Sửu, tháng Bính Tý của năm Giáp Tý. Lại nữa, mệnh của Thiệu là mệnh kim mà lại nằm vào cung thủy là đắc cách. Năm 1965, khi Thiệu đúng 41 tuổi đi vào cung thổ, mà thổ lại sinh kim, lại gặp khoa, quyền, lộc, binh, hình, tướng, ấn hội chiếu là thượng cách, vì thế Thiệu giữ chức chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, rồi sau đó lên chức tổng thống. Vì cung phúc đức là gốc của lá số cho nên tuy hết làm tổng thống mà Thiệu vẫn được thụ hưởng giàu sang, an nhàn cho đến năm 1985, nghĩa là vào hạn chính hòa ở cung Ngọ. Đại tá Đỗ Mậu, một trong những công trình sư chủ chốt của âm mưu đảo chính anh em Diệm Nhu, đã trực tiếp đứng ra lo liệu việc lôi kéo Nguyễn Văn Thiệu. Biết viên tư lệnh trẻ là người nặng đầu óc mê tín, rất tin vào tướng số, Đỗ Mậu đã đút tiền cho thầy chiêm tinh Huỳnh Liên trên đường Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần, người được mệnh danh là Quỷ Cốc Tiên Sinh, để tay này vẽ bùa Nguyễn Văn Thiệu do chính Đỗ Mậu dắt tới. Quỷ Cốc tại Thế Phán, thầy cầm tinh Giáp Tý, năm Quý Mão 1963 tất gặp trông gai. Thầy phải đích thân đứng ra đẩy bật tảng đá chắn đường mình đi, nếu không thì mạng vận của thầy sẽ bị tảng đá này đè nát. Thiệu tin sái cổ, Quỷ Cốc Tiên Sinh còn phán thêm, số phần đã vạch, thầy chớ có nhị tâm mà rước họa vào thân, chết không toàn mạng. Theo yêu cầu của thầy tướng số mà kỳ thực là yêu cầu của chính Đỗ Mậu, Nguyễn Văn Thiệu đã líu díu thề độc sẽ theo phe đảo chính, chính thức ký tên vào danh sách những kẻ sẽ nhúng tay vào máu anh em Ngô Đình Diệm. Một nguồn thông tin khác lại cho rằng tuổi Tý trùng của Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn là bịp bợm. Người ngụy tạo ra nó là một bác sĩ, nhân viên tình báo thời đệ nhất Cộng Hòa tên là Trần Đại Sĩ, ông này từng sắm vai ký giả ký bút danh Trần Hoàng Quân, từng là trưởng nhóm nghiên cứu tử vi Đông A, việc ngụy tạo được tiến hành theo đơn đặt hàng của dược sĩ Nguyễn Cao Thăng trước khi đảo chính anh em Diệm nổ ra. Sau này, sống lưu vong tại Pháp, ông Trần Đại Sĩ có xuất bản cuốn tử vi cho tuổi Tý, không tiếc lời mạt sát lá số thật của Nguyễn Văn Thiệu. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.